mãi là bấm điện thoại, người đàn ông gián tiếp giết chết chó cưng của mình. Không thể phủ nhận rằng công nghệ đang chiếm một vị trí rất lớn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, không ít người lạm dụng và tốn thời gian cho những vật dụng công nghệ như một thói quen. Điều này đã gây ra rất nhiều vụ tai nạn đáng tiếc trong cuộc sống. Người đàn ông này vừa đi dạo cùng hai chú chó cưng của mình. Tuy nhiên, trong lúc bước vào thang máy, anh chẳng hề đoái hoại gì tới thú cưng. Anh ta chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay mình. Và rồi có một điều khủng khiếp mà người đàn ông không hề hay biết. Dây xích của một con chó vẫn còn bị mắc kẹt bên ngoài. Khi cửa thang máy gần đóng lại, người đàn ông mới nhìn thấy một phần dây xích đang ở ngoài cabin. Lúc này, anh hời hợt kéo dây lên vào trong, nhưng đã quá trễ, cửa cabin khép chặt và thang máy bắt đầu di chuyển. Thời điểm này, người đàn ông mới thật sự nhận ra mối nguy hiểm. Anh loay hoay tìm cách kéo sợi dây xích vào, nhưng không thể thay đổi được gì. Thang máy dần đi lên, kéo mạnh con chó về phía cửa. Ban đầu, nó vẫn điềm tĩnh, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rất nhanh sau đó, thang máy càng lên cao, con chó càng bị thắt chặt cổ khiến nó quằn quại kêu cứu. Người đàn ông vội vàng chạy đến bấm cho thang máy mở cửa nhưng hoàn toàn vô ích. Con chó vẫn bị mắc kẹt ở cửa cabin trong trạng thái vô cùng đau đớn. Cho đến hiện tại, không rõ tình hình của chú chó đáng thương kia ra sao, nhưng chắc chắn đây là bài học lớn cho người đàn ông trong việc chăm nuôi thú cưng của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay của Bitop. Chúc các bạn một ngày thật vui. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng mình nhé.